Dạ, em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Shippo Hải Nguyện. Hôm nay em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc ha. Những ngày cuối tuần vui vẻ. Và chuẩn bị một tuần mới tràn đầy năng lượng. Và gặp nhiều may mắn trong công việc. Hôm nay em lên một ít hàng mọi thuốc để giao lưu với anh em. Các giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí cost anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyện thì có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc với ship cost và phí ship cost thì anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đăng ký rồi thì cũng đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký để mỗi khi em có lên video sẽ có thông báo gửi tới anh em để mời anh em vào xem tham khảo. Rồi em vào việc luôn nha anh em. Cái chiều chợ nó cũng hơi rần xíu, mong anh em thông cảm mà có thì nghe cố gắng nó có ồn thì cũng thông cảm giúp em. Rồi em lên một con mồi thuốc cà lem cam chuối cho anh em, một con 02 satin, chất lượng như một con La Mã, nó có xước sát nha anh em, lề lõi đẹp. Con này thì nó không có cấn mớp ha, nó có xước xét và nó có làm già làm dầm gì, nói chung là nó không cấn mớp anh em, mà nó có xước xét, âm thì cực hay. Anh em nào thích chơi âm thì chơi con này, tặng gì cũng có lý luôn. Dòng satin này thì nó khá hay á nè, dòng cái âm thanh của nó. Nói về dòng set rom mấy sùng sức bụi á, thì em để ý thì cái chất âm nó khá là hay luôn. Ruột trung lệch 1 tháng, ruột A vỏ B nguyên xiên chưa sửa chữa, âm hay. Bánh bán khỏe ha. Âm hay cực kỳ luôn. Điều nó hơi xước xước xíu. Rồi 300 cho nên một thuốc. Nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Đây, mã 1 300. Mã 2 là một con Navi HB. Rất đẹp. Sản xuất năm 1911. Tình trạng là qua sử dụng. Có dầm có xước, lề lối đều đẹp, có dầm có xước nha. Nhưng mà nó thuộc chủ đề Navi nha anh em, có dầm có xước, không có cấn bắp nặng ha, chủ đề Navi. Chủ đề này như sơ hấp nhiệt đem con thôi. Nó như là một miếng đề can nè, này nhìn cái miếng đề can nó cũng lạ lạ nha, đó giờ mới gặp luôn à. Miếng đề can giống như miếng đề can nó dán lên,
có xước, có dăm nhẹ, không có cấn mấp nặng ha. Rồi ruột này quên spa. Ruột này 91 trùng nhưng mà nó hơi xước. Ruột này để em spa là cho anh em, nếu mà anh em lấy con này muốn spa thì em spa. Ruột trùng 5. Ruột trùng 5 rõ bạch ha. Có dăm nhẹ. Chủ đề Na Uy. Cái ruột nó hơi xước xíu. Mà để spa bớt xước là thì em có thể spa lại cho anh em nha. Số 2. Rồi có dầm với lại xước ha. Và ruột nó cũng xước. Có chốt thêm spa lại ruột cho. Đây là một con còn là một con mờ thấy chín lăm gì á, ruột thì 95 lăm, hơi dày quá khó thấy quá nè, thấy thì thấy có chữ ít rồi, 94 95 thôi, ruột thì 95. Cái con này á thì cái chủ đề nó nên sơ hấp nhiệt ha, trên cái nền của cốc đồng, anh em không thích thì anh em có thể là xả bỏ ra để lấy một cái vỏ đồng, nếu anh em thích chơi dòng đồng thì xả bỏ ra. Và cái này là trên cái chủ đề này là một cái chủ đề quân đội, em đã từng gặp rồi nhưng mà không có nhớ nó là nó là tên là gì thôi, không nhớ, không nhớ nổi. Thì nó cũng khá là nhiều, chủ đề quân đội nó khá là nhiều, chủ đề thì nó hầu như là em không ấn tượng. Rồi thì cứ căn cứ theo ruột ha anh em. Ở đây nó có té rồi nè, có tróc sơn, có cấn nhẹ. Cái này xả ra đồng thì cũng được đó anh em. Cái này để anh em xả ra đồng cũng được. Bánh bé quá. Ruột thì 95 ha. Ruột 95. Chưa sửa chữa. Cái này anh em muốn xả ra đồng thì em hỗ trợ cho anh em xả ra đồng luôn. Muốn xả ra cái vỏ đồng thì em xả ra cho anh em. Mã số 3500. Mã số 4 là một con xả rơm. Số 4 là một con xả rơm vinh tạc 89, không chặt gốc ha anh em, chơi không chặt gốc. Và con này xả rơm, cái chủ đề này là nó được khắc lại, nó cắt chủ đề này là chủ đề tướng xét 4 cây rồi đây anh em, chủ đề này được khắc lại. Và đây là một con xả rơm nha, xả rơm chủ đề là khắc. Tám mươi chín nè.
về lối đẹp, bản viên không chặt gốc, không cấn móp. Thì đây là cái ruột đã spa lại nè anh em. Cái này thì lưỡi gà nó chưa bắt cạnh, ruột mờ giai đoạn ha, ruột mờ giai đoạn đây tới tháng là đây là nó lỗi dập mờ. Rồi cái chặn xăng này cũng spa chao nữa, để em đổi cái chặn xăng khác cho anh em. Siba chao này chặn xăng để đông nhập thành lúc. Anh em chở chặn xăng chỉnh nha. Đây cái ruột này đã được spa ha. Đây cái chặn xăng này chuẩn. Cái đó là cái con này em thu được của khách đó. Mà em quên đổi cái chặn xăng lại cho anh em. Vẫn cực kỳ bán luôn. Giờ cái này spa lại nhưng mà chưa có vệ sinh. Đây lưỡi gà chưa bắt cạnh, chuẩn giai đoạn 889. Em cũng hay, con này em cũng hay nè. Bản Vinh không chặt gốc xả rơm, chủ đề được khắc tại Việt Nam ha, khắc chủ đề tướng. Bán 600 cũng vẫn được. Mà thôi fit anh em nhẹ nhẹ cà phê. Rồi em lên một con chủ đề về được khách ăn mòn đảo Sơn, chủ đề về đảo Gam. Một đảo du lịch, cũng là một đảo quân sự nổi tiếng của Hoa Kỳ. Con này có xước, xin là HB nha anh em. HB nó có xước, sản xuất năm 81 một sắc. Tổng thể thì khá là ok. Cái màu rơm thì nó ở đây thì em thấy nó có hơi té nhẹ đó. Có hơi té nhẹ nhưng mà nó vuông góc nhẹ thôi, cũng khó thấy. Lề lối đẹp. Cúc lại zin luôn nha anh em. Cúc lại zin luôn. Màu rơm mà khá đẹp, khá mới ha. Màu sơn thì nó cũng còn nguyên, mặt sau nó có xước. HB qua sử dụng thì nó có xước nha, không cấn mớp ha, không có cấn mớp gì nặng nha anh em. Màu rơm rất là đẹp ha. Đây có, nó có té nhẹ nhẹ, vuông vuông góc xíu thôi. Lề đẹp, cốt lề zin luôn. Nó có độ rơ ít nên em giữ lại cốt lề riêng cho anh em. Còn anh em muốn chắc chắn thì em sẽ thay làm cốt cho anh em. Ruột hai mặt chữ.
chưa sửa chữa ha. Con này nó cút lề là zin luôn á, những cái độ mới đồ đồ. Có xước thôi, không có cấn mớt gì nặng ha, zin tới cái cút lề luôn. Rồi mình lên một con 1967. 1967 ha anh em. 7 bịch đứng. Con này thì chủ đề của nó là chữ ký zin. Em thấy nó chống chống, em dán một cái emblem quân đội lên cho nó nhìn cho nó đẹp đẹp, cho nó có cái điểm điểm nhấn nữa. Đây là chữ ký được khắc ăn mòn zin hãng. Emblem này thì quân đội. Emblem này của một nhánh của không quân 67 ha. Lề của nó thì ở đây lúc trước nó có hai cái dấu ngay về cái lề dưới, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cái lề cả, nó sẽ giấu bên ngoài anh em, kiểu như là chủ muốn canh chỉnh, nhưng mà nó cái kẹp nó có răng á thì nó làm cho để giấu là hai dấu ở đây, nhưng mà cái lề này đều đẹp, cái lề này đều đẹp, cút lề này cút lề xin đó. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái hoạt động, anh em cam kết cái đó luôn. Nó chỉ có cái dấu nằm bên ngoài của cái lề thôi. Không có cấn mớp gì nặng ha. Mặt sau thì có vài điểm nổ rơm li ti nhỏ nhỏ. Anh em chơi hàng xưa thì nói chung là với tình trạng này là giá tiền cỡ em sẽ cân đối tốt nhất cho anh em, thì nó sẽ có cái phôi phai có theo thời gian, những cái con mà nó qua sử dụng theo thời gian. 67 không có mất nặng nha anh em. Đây, anh em coi kỹ ha, con này thì cũng nguyên zin luôn, bán cực kỳ bán. Bất bột lưỡi gà lá lúa. Rồi con này thì nó là xem con này nó cũng xước. Đấy, con này thì nó ruột này nó không có bát. Ruột này nó không có bát. Ruột này là ruột giai đoạn 68-70. Ruột này giai đoạn 68-70, cái là nó chưa sửa chữa. Nó coi như là nó lệch năm á, nó bị lệch năm. Vỏ thì 67, ruột 68 ha. Tại vì ruột 67, 64, 67 thì nó có bát 251191 nằm dưới. Nằm dưới cái chữ vui ở đây, made in vui ở đây á. Con này tổng thể thì đẹp, không có cấn mớp nhiều. Dâm nhẹ có, xước có. Có dâm nhẹ có xước ha. Nguyên zin. Giai đoạn Việt Nam World 67. Con này cái ruột 68 này em nhớ là nó là bông khói nè. Thì nó là ruột bông khói. Cái này zin của cái ruột luôn. Con này nguyên zin luôn. Zin tức gốc lề luôn. Tổng thể nói chung là nó cũng khá ok, dành cho các anh thấy dòng xưa. Nó cũng có profile nhẹ ha,
qua mấy con nghêu. Đây là một con này nó như là con Titan, Titan đen, sản xuất 2022, chủ đề garage, chủ đề này chủ đề khắc kia nè, tình trạng là nêu. Trong nó như mà Titan á. Titan mà Titan đen. Gột trùng 5. Tình trạng nêu nha anh em. Con này nhìn nó cũng đẹp đẹp đấy. Chân bài cũng đẹp. Cotty 98 hộp rất là đẹp luôn nè, luôn đẹp đó. Chủ đề Shibuka. Con này nó đầy đủ giấy tờ rồi. Giấy tờ đầy đủ. Có miếng khăn luôn. Cái hộp này rất là đẹp, hộp rất là mới luôn á nha. Cái set cái Scotty này hơn một năm trước rồi đấy này, những cái này là còn là 2 triệu ngoài không. Set này thì nó gồm một cái móc khóa, rồi con zip. Hợp để anh em trưng bày sưu tầm, anh em chưa có set này thì chơi set xe này. Đây là những cái set Cotty ha. Thì mỗi năm Cotty là một cái bản kỷ niệm, mỗi năm hãng nó cho ra một bản kỷ niệm. Đây là một cái con đây còn nguyên tem luôn nha anh em. Cotty 98 Shibuka. Một set của nó là gồm như vậy ha. Để anh em trưng bày. Nó có đầy đủ giấy tờ. Đầy đủ giấy tờ hết. Đây. Này đầy đủ giấy tờ hết nè. Em ghim giá. Cái hộp này rất đẹp luôn anh em, rất là mới, rất là đẹp. Đây anh em miếng hộp bên ngoài,
cái bản 60 thờ anniversary. Kỷ niệm 60 năm thành lập hãng. Con này nó có hai bản, bản thường và bản mộc chu niên. Đây là một con mộc chu niên anh em. Con này là mộc chu niên 3292. Emblem này được emblem trên nền midnight ha. Còn cái con bản thường nó cũng cũng emblem như vậy, cũng phủ midnight và nó là cái mộc 8 la mã. Bản này nó có hai bản, bản này bản cao cấp hơn, bản này bản chu niên 3292 đây. Tình trạng new nha nè, new đẹp, new len keng. Con này là cái đuôi chữ của nó là đuôi chữ của nó là 98 rồi đó. Ủa 92 đó nè, 8 là mã đó. Rồi em xin cái số đẹp. Là từ viết tắt của từ này nè anh em. Sẽ lấy từ C order year collective of the year. Đó, bốn chữ cái đầu đó là nó lấy từ viết tắt từ đó đó. Hôm nay cũng còn đẹp ken luôn. Đây là giấy tờ của nó. T97. Đây là một cái series về cái phơm bình tạc. Con này là cái phơm bình tạc nè anh em. Con này là phơm bình tạc. Trên này nó có những cái con phơm bình tạc luôn. Còn một cái con 65 thờ mà nó thì xếp lộn rồi thì em còn một cái bản 65 thờ mà Lady Barbara nữa, bữa nào em lên lại cái đó để trưng bày nó cũng đẹp. Đây con này là con này em bao với anh em là new can luôn. Em có soi được xước là không có luôn, giờ bám dấu vân tay thôi. Nếu mà nói không có thì nói chung là nó cũng không đúng. Nó có nhưng mà nó rất là khó thấy luôn anh em, nó không có nhiều. Em lấy khăn em lau cho anh em xem luôn.
con đó nó khá đẹp luôn á, còn nguyên tem. Cái mặt trước thì anh em khỏi lo rồi, tại vì nó có cái emblem lên mặt trước, bao anh em là không có bị gì luôn, nó không có va chạm tới được cái nền ở trên. Làm sướng một cái là anh em thấy liền à, nó dễ thấy lắm. Đó, nó có miếng tơ nhẹ nè, nó có miếng tơ nhẹ đó, mặt sau nè, anh em thấy không, mặt sau là không hề có luôn. Cái con này nó rất là đẹp, nó còn nguyên tem luôn nha anh em, con này là còn nguyên tem luôn. Có chơi những cái dòng copy thì mình còn thiếu cái nào thì mình có thể bổ sung vô bộ sưu tập. Rồi con này em giao lưu bằng với cái con bằng với con copy 92 luôn. Số 10 hả? Lấy xin số đẹp luôn anh em. Xin cái số đẹp luôn, số 10 đây, hộp cũng đẹp luôn á nè, đẹp thì trồng ra ngoài. Rồi thì sẵn đây em có cũng là có ti luôn, nó cũng là một cái có ti luôn nha anh em, nhưng mà nó không có hộp. Hai con này là một con có ti 99 nè, bản Mừng Thiên Niên Kỷ mới Century, và một bản 96 trong set Pinupger. Cái set này gồm 5 con này là con chủ, còn một set 4 con nữa, một set có 4 con nữa, và con này là con một con chủ riêng biệt, nó nằm trong một cái hộp thiết như những cái con như những cái con mà nãy giờ mà em lên những cái con có ti đó, đó là như vậy đó anh em, nó là cái hộp thiết, con này cũng là một cái hộp thiết luôn, con có ti 99 ha, và một con Pinupger. Con này là con chủ trong set 5 cây. Thì cái set này nói về chủ đề là tuyên xưng các hoa hậu mặt hình. Và 5 con này nó đều là emblem ốp nhựa như vậy. Con này thì còn nguyên tem. Anh em sao rẻ cho anh em luôn, bởi vì nó không có hộp, anh em thấy những con mà có hộp á toàn là triệu mấy. 99 nè, con này bảo quản kém, nó có một cái bách trăm kim nè. Anh em chơi một cặp này thì em sẽ để tính em 1.600.000, còn anh em thích lẻ thì có lẻ luôn. Tình trạng của con này thì nó chưa qua sử dụng, nhưng cái bảo quản nó thì nó không được tốt. Đây 99, rồi nó có xước. Cho con này nó lai niu hơn. Đó anh em chơi một cặp thì 1.600.000 em có xé lẻ cho anh em luôn, có xé lẻ luôn. Đó, anh em để trưng bày thì nó cũng đẹp đấy chứ, nó sẽ này tặng kèm cho anh một cái hộp nhung để bảo quản luôn. Hai con này sẽ có khi anh em chốt là sẽ có hộp nhung linh kiện để anh em bảo quản trực bài.
Đây cả cặp nha, cả cặp là 1,6 triệu. Còn anh em thích lẻ lấy con nào cũng ok luôn, em bán lẻ cho anh em luôn. Lẻ nó sẽ cao hơn, nhưng mà anh em muốn thích con nào thì ok. Con này cũng đẹp luôn anh em. Những con này anh em thấy nó không có cái hộp, cái nó mất giá trị khá là cao, mất trị giá trị nhiều lắm. Những con này mà không có hộp thì nó khó mà vô cái set của người ta. Con HB này còn nguyên tem nha anh em đó, rồi đẹp luôn á, chứ không phải là thấy đâu. Có tặng kèm bút nhung linh kiện cho anh em để anh em bảo quản luôn nha. Đây anh em chọn con nào thì chọn. Tiên kỹ nó mới có T99, Finisher có T96. Rồi chơi một cặp cũng được mà chơi lẻ cũng được. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.